Hàng gram nào mà không có. Chúng tôi chỉ còn cách tấm huy chương vàng SEA Games đúng một bước chân. Người hâm mộ, ban huấn luyện cũng như các cầu thủ Việt Nam đều có thể tự hào vì những gì mà chúng tôi đã làm được tại giải đấu này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt mục tiêu cuối cùng là giành huy chương vàng. Cả đội sẽ chiến đấu hết mình. Hồi ở Hàn Quốc, tôi từng dẫn dắt các câu lạc bộ rồi các đội tuyển quốc gia. Nói chung tôi cũng có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế, nhưng quả thực, trận chung kết sắp tới với Indonesia là một trải nghiệm đặc biệt. Tôi nhận được rất nhiều tình yêu của người Việt Nam và tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải thắng trận này. Indonesia là một đội bóng giàu sức chiến đấu, cấu trúc ổn định và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất tốt. Ở vòng bảng, họ phần nào cho thấy điều đó với việc ghi được 17 bàn. Trận chung kết hứa hẹn sẽ hấp dẫn, nhưng Việt Nam cũng là một đội bóng hàng đầu ở SEA Games. Tất cả các cầu thủ của tôi đều chất lượng, giàu khát khao và tinh thần chiến đấu. Chúng tôi biết mình phải làm gì. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến các nữ tuyển thủ chiến đấu và giành huy chương vàng. Và tôi có giấc mơ cả hai đội tuyển cùng trở về Hà Nội có những tấm huy chương vàng trên tay. Mới đây, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đã gửi một video động viên. Chúng tôi sẽ cố gắng trong trận chung kết với Indonesia. Sau khi Quang Hải chấn thương, tôi đã trao băng thủ quân cho Hùng Dũng và cậu ấy đang làm rất tốt công việc của mình, hoàn thành vai trò của một thủ lĩnh. Ngày mai, cậu ấy hoặc Trọng Hoàng sẽ đeo băng thủ quân. Nhưng dù là ai, chúng tôi cũng là một đội và sẽ chiến đấu vì một mục tiêu. Trận đấu ngày mai có ý nghĩa rất lớn với hàng triệu cổ động viên Indonesia và Việt Nam. Trước khi vào bán kết, chúng tôi đã thua Việt Nam. Khi đó, tôi có nói hẹn gặp lại Việt Nam tại chung kết và điều đó đã trở thành hiện thực. Khi tái ngộ ngày mai, chúng tôi muốn là người chiến thắng. Đã vào tới trận đấu cuối cùng, đội nào cũng khát khao chiến thắng như nhau. Đây là lần đầu tiên sau 21 năm Indonesia mới vào tới trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games. Bên phía Việt Nam, các bạn cũng trở lại trận đấu này sau 10 năm. Trận đấu ngày mai vì thế sẽ rất thú vị. Cả đội Indonesia dậy sớm để ra sân tập vì chúng tôi quan niệm tập buổi sáng sẽ mang lại nhiều may mắn. Hơn nữa, nếu tập sớm, đội có thêm thời gian tập luyện chứ không bó buộc trong khung cố định của ban tổ chức. Với lại, tôi không muốn bị lộ bài nên quyết định tập sớm và chỉ mở cửa buổi tập với các phóng viên Indonesia. Chúng tôi không có vị trí nào gặp vấn đề về chấn thương hay thể lực. Toàn bộ 20 cầu thủ Indonesia sáng nay đều ra sân tập và sẵn sàng khung trận từ lần chạm trán trực tiếp ở vòng bảng và dữ liệu thu thập được để có thể đánh bại Việt Nam khi gặp lại vào ngày mai. Rất hay.